Tiền giờ sớm đi Phú ơi, mày không đường nào cứu nổi chứ. Nếu mà Phú ăn được rượu quá trời giấc mưa luôn quá. Đang nắng rồi ăn được chứ trời mưa luôn rồi. Còn không tự trừ khi hai đó rượu quá quýnh bằng cái đích cờ mới ăn á. Thì đó. Thì khi hàng đó quýnh bằng đích cơ mới ăn thôi chứ còn lại thì xong. Bây giờ đi lên dịch cái bảng này. Ba là cầu muốn. Ờ gì đâu rẻ vậy. Có ăn chai điểm này nó ta ra chai điểm lên. Ồ. Nhớ bằng điểm rồi lên. Vậy? Mới tàu vậy? Thôi đủ rồi mày ơi, đủ rồi gì vậy? À lên nặng đâu. Giờ còn 10 cũng đủ nữa. Đủ rồi.